đó. Rồi cái này rồi kìa. Vậy chúng ta hiểu C là một ứng dụng đạp xe công nghệ, và C là một sự ứng dụng mua bán các mặt hàng bao phủ rộng rãi trên khắp các tỉnh thành. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sâu hơn về sự ứng dụng C nhé. Sự ứng dụng C có 3 cửa hàng: 1. C Go. 2. Cửa hàng tính. 3. Cửa hàng động. Vậy ba nhóm này là như thế nào? Chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé. Này mới hay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về C Go. C Go giúp bạn gọi các loại xe bao gồm xe máy, ô tô, xe tải, xe khách, xe dịch vụ, xe nào. Xe máy là một cho bạn đăng ký trở thành tài xế để nhận bán lại cho khách hoặc giao hàng. À, cái này hay hay quay lại cho ba bạn biết cái đăng ký nè. Cái này hay hay quay lại cho bạn biết cái đăng ký cái C nè. À đúng rồi, mình gửi bạn này. À, cái này hả? Là quét vô cái này hả? Bạn đây chỉ cần quét mã QR này là bạn tải được. À, vô cái này quét ngay là nó ra. Đúng rồi, bạn vô Zalo bạn quét cái này, trường hợp mà không cả cái gì bạn cứ alo cho mình hỗ trợ. À nhá. À, có người hỗ trợ luôn hả? Ví dụ như là muốn hỗ trợ là gọi cho anh số này phải không? Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ anh tải online nhà là đăng ký thành công. À, ví dụ như thắc mắc gì là gọi anh này phải không? Đúng rồi, nếu tất cả cái gì là alo cho anh. À, vậy anh vô Zalo anh quét cái này. Cái này sao giống Go Việt ngày xưa ha, cái áo y chang luôn á. Giống hả? Cái bộ đồng phục, cái nón y chang Go Việt ngày xưa luôn á. Ủa là cái người cũ của này mà mở này ha, người cũ Go Việt là mở này ha. Không, không, không. À. Của ông Lưu Chí Kiên, ngày năm 38 tuổi. À, vậy hả? Alo. Sao anh? Rồi, để em coi à. Thấy anh bên đây hướng dẫn tận tình quá ha. Ý là bên đây hướng dẫn tận tình á. Có người đi tiếp thị tận nơi luôn ha. Anh vừa đi truyền thông vừa giới thiệu cho anh em biết luôn, qua giới thiệu cho anh em biết luôn cái gì quay kêu ủng hộ anh. Cái này trong em còn nhớ cái tài khoản lắm. Mỗi ngày em nên đăng thêm một lần bởi vì cái app của bên anh rất nhiều chức năng này, cho nên là hàng ngày nó sẽ cập nhật. Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giặt ủ nhanh, đặc sản tùm mùa, chăm sóc cá nhân. Để tớ làm thang của tao đẹp không? À, anh thấy này anh làm mà hơi luôn hả? Ờ. Giúp bạn mình đã thành lập từ hệ thống giới thiệu. À, hay quá hả, C hả? Đơn hàng mua của tôi. Này anh làm sale cho C luôn hả? Hay là... Nhân viên kinh doanh của C. À, là nhân viên kinh doanh hả? À. Vừa thay thế vừa kinh doanh. À, vừa thay thế vừa làm kinh doanh luôn hả? Hay vậy? Hay quá. Đơn hàng đã hoàn tất, giúp bạn biết đơn hàng. Bạn là chim đi. À, là hả? Hả? Bạn là chim đi. Không, là gì cho anh em biết này kia. Ừ. Nghe đăng ký có kêu bảo. Mình đứng hướng dẫn bạn là chim. À. Tôi đang là chim này nè, giới thiệu cho anh này. Cứ về tham khảo đi anh, cứ về tham khảo đi, thấy được thì mình tải app cái gì đó. Từ 30 tháng 4 đến 7 tháng 5 đang khuyến mãi chuyến xe không đồng cho khách hàng. À, khuyến mãi không đồng á. À, khuyến mãi vậy là ngon rồi. Sẽ vẫn
tài xế bắt ok. À. Có tiền công sẽ đẩy vào cho mình. À. Còn khách hàng. Ờ, đúng không? Bên anh thấy hướng dẫn tận tình ghê. Anh thật đẹp khi. Không xin ứng dụng, mình cấp quyền cho nó, cấp quyền cho nó thì nó mới học chung được quyền cá này. Cấp phép chứ mà nó để hay nó không có nó lộn luôn nữa. Nhưng thế anh đặt mà nó để cắt đi nó nóng cho rồi không nhau. Bây giờ mình bàn mở đến mở. Nước mật khẩu luôn nhé. Bàn mở đến thế mình chạm đi rồi cuốn nhé. Lâu lâu á bàn rớt nhóc vào đây. Nó bàn hiểu cho để nó định vị. Định vị ở bên xe rất dụng. Chỉnh từng km, từng mét một trên. Bạn có thể mình đặt xuống xe. Bây giờ tôi đặt bàn nổ. Cái bàn vẫn chảy nhá. Đắp nữa nó có tiền là đóng ở cho bàn. Nhưng mà bởi vì bên ở bên nhá. Nếu mà bàn chảy ở bàn chảy có một mấy mét bàn là nó sẽ chết. Nó có thể. Nhảy đến hả? Nhảy đến địa điểm hả? Đúng. Bên tôi qua lễ thầy lắm con đi ai. Con tính thầy thông minh nhá. Bạn có đi ai gì? Có đi ai là nó chăm sóc tình thế. Nhưng mà ví dụ như có một chiếc xe gần đây mà bạn cũng mất luôn. Có đi ai nó đang nhảy thôi. Con tính về ảo ấy. Con nó gọi là cho những người ta. Rồi nó nhắc cả khách hàng là bị quyến. Con là bị quyến nhiều là con đi ai nó đang thiệt cho. Thấy mà be mà chảy này nữa là ngon á. Cái này nó nhiều chức năng, cả hàng buôn bán này, mua bán này nhá. Thì có mua bán luôn hả? Rồi xe máy này. À. Xe ô tô đấy, 5 chỗ 7 chỗ. Áp nó nhiều chức năng quá ha. Ô tô 5 chỗ 7 chỗ này, xe tải này. Có đặt xe bự luôn. Có ba gác luôn này. Xe bự luôn này. À trời ơi hay quá. Xe tải. Xe du lịch này. Xe dịch vụ còn có hỗ trợ cầu này, xe cứu hộ dân. Trời ơi, đủ dịch vụ hay nhiều quá. Xe vá lốp lưu động này, xe phun bê tông này, khoan giếng nước này, xe cầu này, xe cứu thương. À trời. Của quá. Người Việt mà những cái dịch vụ gì của người Việt, cuộc sống hàng ngày, xe khách này. Xe hợp đồng này. À. Xe tự lái này. Xe giao hàng này. À. Đó, đủ thứ ha. À, vậy là mình đăng ký cái là mình được mở nhiều cái quá ha. Em ở nhà ví dụ em cần điền nước vào cái app thì à, cái app này hay mạnh quá ha. Không mà app này tăng cường bằng quảng cáo thì chắc là sau này mạnh lắm á. Sau này chạy ngon lắm á. Cũng này ông nó chưa hoàn thành cái. Anh cứ quảng cáo các bạn tự nhiên đây là em cũng giới thiệu cho anh không? À, cái này từ chắc có cốt nhiều ở đây quảng cáo mạnh mà chắc chắn sẽ có cốt nhiều á. Bắt đầu quá lễ còn là nhiều. Ủa anh không hoàn thành cái thứ đây. Hoàn thành cái chuyến đi lúc sáng như cái. Anh mở máy hoàn thành cái chuyến chuyến đi sáng anh về được tới nhà đó, anh chưa hoàn thành á. Còn còn nếu mà anh không biết thì anh hỏi có đứa thì để đó nó chỉ cho.
bằng có cân tải mình tải con. À rồi, rồi. Để biết mà, em biết mà, quét cái mã QR là về là tải được rồi. Cái gì không cần không biết thì gọi số của anh. Ở đây để thấy xe thấy được không? Lần lần nào đâu. À chưa. Đăng ký coi sao? Đăng ký chạy coi sao? Đăng ký là chạy đâu? Hả? Là chạy đâu, là chạy lúc nào đâu? À đăng ký từ từ mới có cốt chứ hay có liền đâu. Đăng ký phải đợi ta duyệt xong rồi mới tại thấy không?